Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim Lính bắn tỉa quả trắng. Người đàn ông chui qua hốc cát, không biết rằng đã rơi vào bẫy của kẻ thù. Kẻ địch di chuyển tay trái cẩn thận, theo bản đồ địa hình đã vẽ trước, xác nhận khoảng cách tấn công là 2.700m, để ghi lại kỷ lục của mình. Anh ta lại nhấn nút ghi âm, điều chỉnh tiêu điểm. Sau khi xác nhận lại mục tiêu, từ từ bóp cò, là một tay súng bắn tỉa. Có một nguyên tắc cơ bản, luôn vô hình bất kể tình huống nào. Nếu một khi bạn di chuyển, thì có nghĩa là bạn đã chết. Câu chuyện dựa trên sự kiện có thật từ năm 2014, đặt trong bối cảnh cuộc xâm lược của phương Bắc vào vùng Donbass. Nhân vật nam chính Nick là một giáo viên vật lý dễ mến. Anh ta sống với vợ trên một mảnh đất nhỏ ở nơi hoang dã. Có một cối xay gió nhỏ bên ngoài, ánh sáng cơ bản có thể được cung cấp. Đó là cuộc sống đơn giản mà không có phương tiện truyền thông như TV. Không ngờ chính điều đó sẽ dẫn đến bi kịch sau này. Anh chàng giáo viên vật lý này do quá hiền lành nên bị học sinh đè đầu cưỡi cổ. Lúc anh đang viết công thức lên bảng, học sinh phía dưới bắn bả kẹo cao su lên bảng. Nick đi xuống bắt cậu ta bắn thêm phát nữa, xem cậu ta có nhổ đúng vị trí lúc này không. Anh còn lấy điện thoại ra bấm giờ, học sinh cũng không thua kém, bắn gần trúng với vị trí ban đầu. Nick thấy học sinh chỉ dùng 0,9 giây, với khoảng cách là 7m, sau đó tính tốc độ bã kẹo cao su cho học sinh. Có học sinh nhanh chóng tính được đáp án. Cách dạy học này đã khiến học sinh ngũ ngáo cũng bái phục. Lớp học lúc này vô cùng sinh động, nhưng học sinh hư cuối cùng cũng là học sinh hư. Cậu ta nói với Nick gần mau cút khỏi trường. Hôm khác Nick đến trường như thường lệ, nhưng thấy rằng tất cả mọi người trong trường, tất cả đều bay hơi chỉ trong một đêm. TV trong phòng sớm được biết rằng chiến tranh đã nổ ra. Đột nhiên nghĩ đến hai người lạ mình đã thấy trên đường, nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với người vợ. Anh ấy lên xe đạp về nhà nhanh nhất có thể. Lúc này có một chi tiết, một nhà máy hóa chất xuất hiện sau lưng nhân vật chính, và trận chiến cuối cùng của phim diễn ra tại đây. Khi người đàn ông vội vàng trở về nhà, thì bị hai tay súng khống chế ở cửa và bị đánh đập nghiêm trọng. Mặc dù tính mạng còn giữ lại, nhưng đã thiêu rụi ngôi nhà của họ. Khi người lính rời đi, người vợ bắt đầu nhặt đá và chạy đến họ. Người lính giơ vũ khí lên và bắn trực tiếp vào cô. Chỉ còn lại người đàn ông buồn bã. Từ giờ trở đi, hạt giống của sự trả thù đã được gieo vào tim của Nick. Anh nằm một đêm ôm xác người vợ, cho đến hôm sau binh lính chính phủ đi ngang qua, giúp anh chôn cất vợ. Trong lòng Nick vô cùng thù hận, anh quyết định nhập ngũ để báo thù cho vợ. Khi tham gia chương trình đào tạo, chỉ huy sợ rằng Nick là gián điệp, đột nhiên muốn xua đuổi anh, và Nick lợi dụng tân binh lúc đi vệ sinh. Với khẩu AK-47 trên bàn, cuộc hành quân này khiến ba người chỉ huy hoảng sợ và nổi cơn thịnh nộ. Người chỉ huy hỏi Nick tại sao anh lại lấy súng. Nick nói với người chỉ huy bằng ánh mắt cương nghị. Anh ta muốn đánh đuổi kẻ thù trên vùng đất của họ, lấy lại nhà của mình. Đây cũng trở thành bước đệm để hôm lên đường nhập ngũ. Nhưng chỉ có sự nhiệt huyết là không đủ. Khi hôm mới đến, không biết như thế nào để tháo rời một khẩu súng. Và những người khác cũng chơi theo cùng một cách, để nâng cao thể lực và kỹ thuật của quân nhân. Thực hiện hàng nghìn lần chống đẩy mỗi ngày, từ ngày đến đêm. Không ngại nắng mưa, không bao giờ chùn xuống. Còn Nick chỉ là một thầy giáo, tay chân không có sức, huấn luyện cường độ cao như vậy Nick khó mà chịu được. Anh mệt đến nỗi không bò dậy nổi, đặc biệt là tháo giáp súng. Người khác mất một phút là hoàn thành được, còn Nick lần nào cũng đứng bét, thậm chí nữ binh còn nhanh hơn anh. Nick bị chỉ huy và đồng đội chê cười. Buổi tối mọi người đều đi ngủ, còn Nick một mình đi luyện tháo lắp súng. Mỗi một linh kiện đều được anh mài mò rất lâu. Ban ngày luyện thể lực, buổi tối âm thầm tháo lắp súng. Nick tháo ra lắp lại khẩu súng này cũng hơn 1.000 lần. Cuối cùng anh cũng nắm được kỹ năng, niềm tin trả thù cho vợ luôn thoi thóp trong mình. Cuối cùng trời không phụ lòng người, Nick đã có cơ hội chứng tỏ bản thân. Vì không có đủ tay súng bắn tỉa trên tiền tuyến, cần chọn một số tân binh xuất sắc để huấn luyện bắn tỉa. Nick tình nguyện sau khi đứng lên, nhưng chỉ huy đã cười nhạo anh ta. Ngay cả khẩu AK-47 không thể tháo rời. Chưa kể việc sử dụng súng bắn tỉa, khi những người lính bên cạnh cười nhạo anh ta. Để tăng thêm độ khó, Nick đột nhiên nhắm mắt lại. Đồng hồ bấm giờ lập tức bắt đầu. Động tác của Nick vô cùng nhanh nhẹn. Thông qua những nỗ lực không ngừng, Nick chỉ mất 18 giây. Hoàn thành hoạt động của mình, nhìn chằm chằm vào tất cả đồng đội, giành được tràng pháo tay của mọi người. Sau khi đến trại huấn luyện bắn tỉa, mọi người đều có một khẩu súng bắn tỉa SPD mới toanh. Nhưng giao cho Nick lại là một khẩu súng được gọi là SKS, sức mạnh và tầm bắn thấp hơn nhiều so với súng bắn tỉa. Anh lại bị đồng đội chế giễu. Anh có thể cho tôi một shot bắn của anh được không? Càng tức hơn là thân súng còn lấy dây buộc lại, sợ rằng chưa bắn đã hư mất rồi. Nhưng không nên xem thấp sức mạnh ý chí của Nick. Như một tay bắn tỉa, điều quan trọng nhất là nằm yên như núi. Không quan tâm xung quanh xảy ra cái éo gì, đều phải giữ yên không động. Nếu không bạn sẽ bị kẻ thù loại bỏ, trừ một điểm cho sự thất bại. Ngoài ra người bắn tỉa phải ổn định và tập trung. Sau khi nhìn thấy khi trườn,
ngay cả khi mắt bị che, cũng có thể dễ dàng bắn trúng mục tiêu. Thật tiếc khi Nick chưa nắm bắt được bản chất của SKS, khiến cuộc tấn công Nick thất bại, điểm trừ. Nó là không thể với một khẩu súng như vậy, mọi người liền cười phá lên. Chỉ huy nói có một số người thành công, nhưng Nick người từng là một giáo viên, thể hiện khả năng tính toán đáng kinh ngạc trong lớp. Khoảng cách người bắn tỉa nhìn thấy mục tiêu, anh ta có thể tính nhẩm các công thức phức tạp, nhanh chóng xác định khoảng cách bắn tỉa, không thể không nói, học tốt toán học, vật lý và hóa học, và đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Khi đến với trận chiến cuối cùng của buổi huấn luyện, người hướng dẫn bất ngờ bắn, chiếu sáng mục tiêu ở xa trong một thời gian ngắn. Điều này có nghĩa là những người lính phải sử dụng khoảnh khắc ánh sáng này để bắn tỉa mục tiêu của họ, và cho Nick nắm giữ SKS mà nói. Không có gì là khó hơn nữa, Nick vẫn không hề hoảng. Khi mọi người sắp rời khỏi, Nick nói với người hướng dẫn rằng, kỳ thi vẫn chưa kết thúc, tại sao nó vẫn chưa kết thúc, tôi chưa bắn, anh còn muốn đợi đến ngày mai à, có thể tấn công rồi, phát súng khó này ghi 3 điểm trực tiếp cho Nick. Cuối cùng anh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi với vị trí thứ nhất. Ngay sau đó họ mở ra nhiệm vụ chiến đấu thực tế đầu tiên, mục tiêu là một trạm kiểm soát trên cây cầu. Họ cần phải giành lấy thành trì trước khi kẻ thù có thể tăng số lượng người. Người hướng dẫn dẫn Nick chiếm vị trí cao để quan sát tình hình. Đội xung kích phục kích ở cánh đồng không xa cây cầu. Bất ngờ một chiếc ô tô lao về phía cầu, trực tiếp làm gián đoạn kế hoạch tấn công của đội. Ngay sau đó các dân phòng xuống xe để kiểm tra giấy tờ, lại bị quân địch đánh úp. Điều này có nghĩa là độ khó của nhiệm vụ đã được nâng cấp trở lại. Nhưng người hướng dẫn đã thay đổi chiến lược của mình kịp thời. Sau khi đếm ngược kết thúc, tất cả các sĩ quan bất ngờ nổ súng cùng một lúc, nhắm mục tiêu kẻ thù bằng cách nhắm chính xác. Thật không may vẫn có những con cá lọt qua lưới. Anh ta khống chế con tin và nấp sau xe. Vị trí bắn tỉa cách con tin 400m, đầu của kẻ thù bằng chìa khóa của chiến thắng. Người hướng dẫn nín thở và bóp cò. Một phát súng trực diện vào đầu kẻ thù để cứu con tin. Đội xung kích bắn thêm 2 phát súng. Đội đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Họ tháo cờ của đối phương xuống, sau đó treo của mình lên để đánh dấu vùng giải phóng. Nhờ vậy thành công mở đường cho quân đội tiến lên phía trước, trở lại căn cứ. Nick trong lòng rất vui, chỉ khi anh ấy muốn báo tin vui cho đồng đội của mình, lại nhận tin buồn về cái chết của một đồng đội. Đồng đội bắn tỉa bị chết dưới tay của Seri. Hắn ta là một lính bắn tỉa tinh nhuệ. Hắn ta cũng làm hàng loạt video bắn tỉa đăng lên YouTube, dùng để làm mất tinh thần quân đội, để phục hồi tinh thần. Quân đội rất cần một chiến thắng, tận dụng những đám mây và sương mù ban đêm. Người hướng dẫn dẫn đội dọc theo con đường thực địa, đến vị trí phục kích tiếp theo. Hai người ngụy trang che cho nhau, đặt bom dưới gốc cây và đánh dấu cầu chì bằng lá. Rất nhanh kẻ thù đã xuất hiện. Chỉ huy kinh ngạc, một trong số họ hóa ra là học sinh của Nick. Theo lệnh của người hướng dẫn, Nick trực tiếp bắn rớt lá. Quả bom bị phát nổ ngay lập tức, tất cả kẻ thù bị chết không kịp ngáp. Người hướng dẫn lén lấy nửa thời gian ngủ, cùng Nick nói về gia đình mình. Nhưng rất nhanh chiến đấu trở lại, khi nhìn mục tiêu bằng phạm vi bắn tỉa, đột nhiên phát hiện có điều gì đó không ổn. Kẻ thù là người đã bắn vợ mình chết, mặc dù người hướng dẫn đã ra lệnh cho anh ta không được bắn, nhưng lòng căm thù đã làm mù não anh ta. Bỏ qua lời khuyên của giáo viên, bắn thẳng vào đầu kẻ thù, một tay súng bắn tỉa tinh nhuệ, không biết quân đội của kẻ thù đang ở gần đây. Khi người hướng dẫn phát hiện ra vị trí của anh ấy, lại bị kẻ thù bắn ngay lập tức, sau đó là sự bắn phá của kẻ thù. Nhìn thấy người hướng dẫn chết vì sự liều lĩnh của mình, Nick ôm chầm lấy người hướng dẫn và khóc lóc thảm thiết, nhưng đã bất lực, nhìn vào gia đình của người hướng dẫn, và cái xác đã lạnh, không muốn rời đi. Từ đó về sau, Nick và Seji như nhau, trở thành một người cô đơn. Anh cũng đã không còn bị hận thù che mất đi sự khôn ngoan. Với sự nhẫn nại như một con hổ đang rình rập con mồi, phía bên này lính bắn tỉa đối phương nấp trong hố rác. Ngay khi hắn di chuyển đã bị Nick khóa mục tiêu. Một phát súng nhẹ nhàng đưa hắn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Một tên khác trong nhà kho hoang mang tìm Nick, nhưng ngay khi hắn nhìn ra Nick đã ăn một viên kẹo đồng sắp mặt lở. Sau đó đội trưởng gọi tất cả tay súng bắn tỉa. Một cuộc tấn công đầy đủ đã được đưa ra. Để chống lại Seji đang trốn trong nhà máy hóa chất, có 8 chiến binh trong nhà máy hóa chất, 3 tay súng bắn tỉa bao gồm cả Seji đang trốn trong tòa nhà của nhà máy, trong khi 5 thành viên khác đang ở ngoài ngôi nhà. Để giúp tất cả mọi người bằng cách âm thầm, Nick một mình trườn về phía trước, leo vào nhà máy hóa chất trong 3 giờ, 10 tay súng bắn tỉa khác cùng hành động, lách lại và ẩn trong, chờ trên bãi đất chống cách nhà máy hóa chất vài km, sau khi Nick ở vị trí. Hành động chính thức bắt đầu, Nick giơ súng lên nhanh chóng hạ được gã đầu tiên, còn lại đó là một người lính khác đã bắn vợ của Nick. Anh ấy tháo mặt nạ ra, khi kẻ thù nhìn thấy khuôn mặt của mình, thì tấn công đột ngột, trực tiếp giết kẻ thù, vợ cuối cùng cũng có thể an nghỉ trên thiên đàng. Lúc này 3 tay súng bắn tỉa của đối phương đã sẵn sàng, một tên trên mái nhà, một người khác đang trốn trên hành lang, Seji đang trốn trong phòng chứa thùng hóa chất. Nick lẻn vào nhanh chóng, thấy một tay bắn tỉa trốn trên mái nhà.
các đồng đội nhắm vào những người lính bên ngoài ngôi nhà. Chỉ cần đợi đội trưởng ra lệnh, 5 người lính ngã xuống đất. Lúc này đội trưởng đột nhiên bắn, sử dụng hỏa lực của vũ khí hạng nặng để thu hút sự chú ý của kẻ thù. Mượn tiếng ồn từ tiếng súng, Nick trực tiếp hạ tên bắn tỉa trên tầng cao nhất. Seji vẫn mãi mê tìm kiếm khẩu pháo. Nick đang lặn lẻ đến gần hắn, Seji không thấy các đồng đội khác phản hồi, nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, lên tầng cao nhất để kiểm tra tình hình. Phát hiện ra đồng đội đã chết, anh ta nhanh chóng thực hiện một cuộc gọi cứu hộ, gọi bộ phận hỗ trợ. Ngay khi Seji trở lại phòng chứa đồ, khi đã sẵn sàng để xem lại tình huống, Nick bất ngờ từ trên trời rơi xuống, đánh thẳng vào cổ Seji, lặng lẽ đưa hắn ta đi bán muối. Một tay súng bắn tỉa khác vừa vào vị trí, kích hoạt cái bẫy do Nick giăng ra, một quả lựu đạn đã đưa anh ta đi gặp ông bà. Ngay sau đó quân tiếp viện của Nga đã đến bằng ô tô. Nick đã nhặt được khẩu súng của Seji, một phát súng vào đội trưởng ở trong xe. Những người lính khác cũng trở thành rùa ở trong bình. Dù bị khói bao phủ, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi miệng súng. Tất cả quân tiếp viện đều không một ai sống sót. Sau khi kết thúc nhiệm vụ nhà máy hóa chất, Nick trên đường về nhà. Nhưng anh ấy làm gì có nhà, người vợ anh yêu nhất đã rời xa anh mãi mãi. Chỉ còn lại một khẩu súng lạnh lùng và lòng căm thù vô bờ bến của đất nước và gia đình. Bộ phim đến đây là hết rồi. Không một ai muốn chiến tranh xảy ra cả, nam chính Nick là một người hiền lành. Chỉ khi những người lính xấu xa đã cướp đi sinh mạng người vợ anh yêu thương, anh chẳng còn gì cả ngoài bản thân cô đơn. Cuộc sống chỉ còn mỗi một ý nghĩ báo thù cho vợ. Liệu báo thù có đem lại cho anh cảm giác bình yên hay không? Vậy câu hỏi đặt ra là, liệu bạn sẽ làm gì nếu trong trường hợp là nam chính nè? Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.